Rồi, xin chào anh em. Rồi, giờ này cũng chiều, mình lên cái clip hàng mới về và mình chuẩn bị gói hàng cho một số anh em, những đơn hàng ngày qua, những anh em mà đã đặt hàng của mình nha. Rồi những clip linh kiện hôm qua mình cũng bán đã cũng hơn một ít rồi, cũng hơn nữa nha anh em, cũng còn chỉ còn lại là một cái cò Realme thôi và một số motor 550. Những đơn hàng này mình mới đầu chuẩn bị gói hàng thôi, ngày mai mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Và một số đơn hàng mình mới về, mình cũng mới vệ sinh sơ ở ngoài, mai mình sẽ vệ sinh ở trong và mình sẽ lên clip, tranh thủ lên clip bán hàng cho anh em nha. Rồi anh em mà lựa chọn những cái máy nào phù hợp với mình rồi cứ alo trực tiếp với mình nha, đừng nhắn tin trên YouTube, mình không có rảnh để mà coi nha anh em, không phải lúc nào mình cũng mở ra mà coi, cho nên để nhiều anh em chốt hàng trên đó. Rồi điện không điện mình cứ chốt hàng trên đó, mình đâu có thời gian đâu mà xem. Rồi những anh thì điện mình thì mình đã bán rồi, nhiều khi chốt hàng trên đó rồi mình bán rồi lại trách mình. Rồi mất mong anh em thông cảm nha. Rồi những đơn hàng này thì một số thì mình cũng có ship COD và một số anh thì cũng có đã chuyển khoản cho mình. Rồi mình cũng rất cảm ơn. Mình bán thì anh em nào có xài thẻ thì chuyển khoản cho mình, còn không thì mình ship COD thôi. Những món hàng này giá trị nó cũng không lớn, 100-200 ngàn. Nhiều khi ship COD thì tiền cước thu hộ lên thì nó đổi chi phí lên, nhiều khi rồi anh em chơi đắt, tiền cước nó đắt. Rồi mình bán đa số là đến đa số người tiêu dùng luôn nha, mình không có như người ta, mình hàng Tết ai cũng muốn chuyển khoản hết, nhưng mà mình bán ai có thể. Ai có thẻ thì chuyển, còn không thì ship COD thì mình ship COD nha. Đó do nhu cầu anh em thôi chứ không phải ai cũng phải ai cũng có tài khoản. Nhiều anh em ở vùng sâu vùng xa đâu có xài thẻ ngân hàng đâu. Rồi mình phải ship đi tận nơi. Và sản phẩm này, cái cây rau pin này mình cũng mới đóng pin cho anh khách ở Đồng Tháp. Rồi đây. Rồi test cho anh em xem chơi nha. Cái máy này hôm qua rất nhiều khách gọi luôn á, khoảng hơn 30 người. Cây này thì nói chung giá này thì cũng quá rẻ rồi nha, lên pin luôn cũng hơn 300 ngàn, mình xài gia đình cũng rất đẹp luôn nha. Này dòng tua nó có 400 mấy chục dòng cho nên nó hơi chậm, phù hợp những công việc nhỏ trong gia đình, khoan hay là mình vặn vít, không yêu cầu những cái máy nó dòng tua nó cao nha. Đây mình đã đóng pin rồi, cái máy cũng hơn 300 ngàn, cũng rất rẻ hơn máy Trung Quốc luôn ạ. Rồi rất cảm ơn em. Rồi máy này bán máy pin sạc cho một anh ở Đồng Tháp. Rồi ai mua hàng thì nhớ là điện trực tiếp mình nhé. Rồi mai mình sẽ lên vệ sinh những cái máy này, sẽ lên tiếp bán hàng cho anh em tiếp nha. Máy mình cũng còn thì cũng khá nhiều, mà do công việc mình cũng khá bận, với lại mình máy móc về mình cũng muốn có dọc dạch nó, chứ không phải mà có về có bao nhiêu mình lôi ra vệ sinh ở lôi ra mình bán hết. Máy mình giờ đây bán tới Tết cũng chưa hết nữa anh em, tại mình thấy về những cái máy mà nó khô dầu nó chạy nó kêu là mình thấy không hài lòng, cho nên mình cũng phải bung từng cái máy ra mình vệ sinh. Những cái máy này ngày mai mình sẽ vệ sinh đó, mình lau chùi sơ ngoài cũng thấy khá đẹp rồi. Đây vỏ pin này mình tìm cũng khá lâu nha anh em, hay đi bãi đường lụm được mấy cái vỏ pin này, vỏ có bao pin nè. Rồi con này cũng còn khá đẹp luôn, con này là 6605, hàng này sản xuất Gia Măng nha anh em. Thì ở đây là con này con 6605, mình cũng khá thích những dòng máy này cho nên nó sâu sâu chứ mình cũng lụm đem về luôn. Rồi hai chức năng nha anh em. Rồi giờ có một con Makita, mình mua mấy cái vỏ zin của nó luôn á. Makita này là 14V TD134. Rồi mình còn hai cây màu trắng nữa mình chưa vệ sinh, 14V và một con cây khoan 3 chức năng. Đây mình có hai cây boss 12V. Đây ngoại hình cũng còn khá. Rồi, dòng này sản xuất không phải China nghe nè, không thấy chữ China luôn á. Rồi đây là cũng có thêm cây khoan 9V6. Đây tại mình cũng khá thích mấy thằng boss này, hôm nay gặp được mấy con mình lụm về.
Đây này, dòng này sản xuất ở Thụy Sĩ nha anh em. Rồi để mai mình vệ sinh nó cho nó miếng dòng nó mở cho nó rồi. Rồi anh em đón chờ cái clip ngày mai mình sẽ bán rảnh, mình sẽ bán một số máy nữa cho anh em nha. Rồi ai chưa đăng ký thì cũng nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình. Rồi mình sẽ có những linh kiện thay thế cho anh em rất nhiều luôn em. Rồi ai cần mua tua 550 thì mình cũng còn một ít. Rồi rất cảm ơn anh em nha. Rồi xin chào tạm biệt anh em. Tối anh em xem giải trí chơi nha. Có gì cứ liên hệ mình, số điện thoại mình là 0966 89 730. Rồi xin chào tạm biệt.